Dạ thưa quý vị, bên tay phải Đại Nghĩa bây giờ đây là Miko Lan Trinh. Ồ cái gì như hoa hậu quý bà vậy? Dạ anh nói gì vậy? Em là học sinh ngày hôm nay đi học. Em là học sinh ngày hôm nay đi học. Em là học sinh ngày hôm nay đi học. Mà đi thăm hoa hậu quý bà là sao? Anh mà học sinh mặc đồ kìa. Học sinh mặc đồ thiệt là phụ huynh luôn đó. Hay là em mặc đồ cho nó nổi bật một tí xíu để chứng tỏ là mình cũng có văn hay chữ đẹp. Ủa, mặc đồ nổi bật thì có liên quan gì cái chuyện mà văn hay chữ đẹp em? Dạ thì người ta hay nói là ông râu ông nọ đánh gặp bà kia. À. Dạ thầy bói xem coi. À. Cái gì đó nhiều lắm em. À. Học em thì đang bị đau quá nhập ma rồi. Kiến thức chương trình này nếu được quay cái video sao hay chữ. Trời là thi về kiến thức văn học ca dao. Ba đứa nhỏ hồi thi cũng có cũng hiểu không? Chị đại, chị lớn em vậy là chương trình bao nhiêu phụ huynh rồi con nít lo mà mặc đồ như vậy đó. Ủa, không có bị gì đâu mà hồn thật gì đâu. Da bóng nữa, chó mới sao xìu nữa thì chứ cũng không hề biết hôm nay lên mà thi ga dao kiến thức luôn á. Em tưởng thi gì thi miền mẫu hay da bóng nhất hả? Ờ. Trời ơi là trời. Biết thi kiến thức nhưng không biết thi về miếng nãy rồi là em thấy là bên kia là Hằng mà Hằng á cũng để ý tất cả những dân sơ gần đây là mặc đồ bóng đúng không? Nhưng mà hôm nay người ta rất là biết, người ta rất là nhiều. Hôm nay em vậy là em phá trụ. Chị đó. Nhưng mà chẳng thấy em không? Không cầu phép cuối cùng nó đập mắt mình cái gì? Anh nói là khi mặc mấy đồ mà lắp tách kinh thức y nhé. Nhưng mà hôm nay là chương trình sao hay chữ. Đúng rồi, chúng ta phải như vậy. Đó. Có biết sao hay chữ đâu mọi người. Con đang chỉ gì tưởng là sao chặt chém. Sao chặt chém. Mặc đồ cho nổ vô đó nữa trả lời không được câu nào nè. Không đưa xin cái đó mà ai cũng biết mà. Ủa sao hay chữ mà em như là không có hay chữ rồi đó. Hay chửi. Cái gì? Tức là nó hay chửi á. Cái từ. Chê này là uống là em phải cầm cao lên. Đó. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.